À, thưa quý vị, trước tình hình cam sành của nông dân ở miền Tây Nam Bộ nói chung và tỉnh Bình Long nói riêng đang vào mùa thu hoạch nhưng không tiêu thụ được, hệ thống siêu thị Go tại Bà Rịa Vũng Tàu đã triển khai chương trình đồng hành cùng nông dân, bán cam không lợi nhuận thông qua cam kết tiêu thụ hàng chục tấn cam sành cho bà con nông dân. Chương trình này tạo điều kiện để khách hàng Bà Rịa Vũng Tàu chung tay hỗ trợ nông dân trồng cam sành ở miền Tây Nam Bộ trong thời điểm khó khăn này. Triển khai từ ngày 15 tháng 2, siêu thị Go Bà Rịa đã bố trí riêng một khu vực dễ nhận dạng để bài bán cam sành cho nông dân miền Tây với mức giá niêm yết 10.900 đồng một ký. Trong hai ngày qua, có rất đông khách hàng đến mua cam sành về sử dụng, phần vì giá rẻ và cũng mong muốn đồng hành cùng với siêu thị ủng hộ nông dân. Trước thông tin cam sành ở các tỉnh miền Tây rớt giá xuống thấp, thậm chí có nơi giá bán tại vườn chỉ còn 1.000 đồng một ký, nhưng vẫn không có đầu ra, nên Go Bà Rịa đã cử nhân viên trực tiếp đến một số nhà vườn để thu mua với giá 10.000 đồng cộng với 900 đồng một ký chi phí vận chuyển. Đơn vị đang áp dụng giá bán 10.900 đồng một ký, không lợi nhuận, nhằm góp phần giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm, yên tâm sản xuất vụ mùa tiếp theo. Ngoài ra, Gro Bà Rịa còn chế biến một số sản phẩm từ cam xanh như nước cam ép đóng chai, các loại bánh ngọt nhân cam tươi để kích thích nhu cầu tiêu thụ cam xanh. Hiện Gro Bà Rịa đã tiêu thụ hơn 1 tấn rưỡi cam xanh. Đơn vị đã chuẩn bị 5 tấn cam xanh để phục vụ nhu cầu tiêu thụ của người dân, dự kiến sẽ tăng cao trong 2 ngày nghỉ cuối tuần chương trình đồng hành cùng nông dân bán cam không lợi nhuận sẽ được grow bà rịa triển khai cho đến khi thu hái hết vụ cam của nông dân các tỉnh miền tây nam bộ